Ủa nó cái đốn đốn tố đó cái anh Quẹo không? Không, hai mấy. Quay lại mày. Hai hai mấy. Rồi. Cái gì mày cũng biết vậy? Ba một mấy. Rồi. Là hết năm nay là mày học lớp 2 hay lớp 1? Lớp 1. Mày đi học lớp 1 rồi hả? Lớp 1. Vì 1 với 1. 1 với 1 là nhiêu? 2. 2 với 2. 4 cộng 1. 4 cộng 1 rồi. Biết hay lâu rồi ta. Hay là. Ta hỏi nó coi. 3 1 mấy? 2. Ờ giỏi. Cái gì nó cũng biết. 2 cộng 3. 4. Ờ giỏi quá. 2 cộng 3 bằng 4 luôn hả? Vậy mày biết đó, mày khỏi đi học mẹ rồi. Cái gì mày cũng biết hết á. 2 dạy mày. Không ai dạy. Cô giáo có dạy, cô giáo dạy vậy hả? 5 cộng 5 mày bằng biết biết nhiêu không? 1 cộng 3. 4. 4 cộng 1. 2. 2 cộng 2. 4. Biết cái ráo rồi đi. Mất đi học cô giáo biết con. Trời cái gì mày. Con ngán con luôn á. Con thấy cô giáo đái không? Hả? Cô giáo đái thấy lên lối gì? Nó thấy mướp. Thấy mướp hả? Thấy mướp ngon không? Không. Cái gì mày cũng biết thích ráo học gì nữa. Con muốn giống cô giáo không? Không. Ngày sống kìa. Cho rồi đó. Chị đem như ngày sống nhà mẹ hết đi. Tôi biết hết rồi chứ. Dám hung ông Quẹo mày không? Dạ. Hung ông cái rồi. Rồi ăn quýnh ha. Đi đi. Quýnh là đang ra gà thua á. Đi đâu em nha. Còn báo mày bắt mày luôn ha. Quá rồi. Nó chui quá. Chân phóng bo vậy. Mày ngu dữ vậy. Chui qua đây nè, để mày bước sao được. Chân phóng bo, con muốn chú Quẹo vả luôn. Chui qua đây nè, chui qua ôm chú Quẹo. Về lên lấy miếng về để lên.